Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành xây dựng và đón nhận huân chương độc lập hạng ba. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chợ Đồng Hới thực hiện công tác chỉnh trang sẵn sàng cho mùa du lịch 2018. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 4, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, 20 tháng 4 năm 1948, 20 tháng 4 năm 2018 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Sự lễ có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy khối qua các thời kỳ, đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cách đây 70 năm, trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã chủ trương cho thành lập các chi bộ cơ quan cấp tỉnh. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 20 tháng 4 năm 1948, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị thành lập Đảng bộ liên chi được tiến hành tại Đài Hoa, xã Đông Hòa, huyện Tuyên Hóa, đánh dấu thời điểm ra đời của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Gần 30 năm kể từ ngày tỉnh Quảng Bình trở về địa giới cũ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã trải qua 6 kỳ đại hội và có bước trưởng thành về nhiều mặt. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động sáng tạo của cả cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với điều kiện của đảng bộ và của từng cơ quan đơn vị. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm và suốt các nhiệm kỳ. Trải qua chặng đường đấu tranh cách mạng gian khổ, anh dũng và vẻ vang, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình không ngừng lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng. Từ chỗ chỉ có 34 tổ chức cơ sở đảng với 175 đảng viên khi mới thành lập Đảng bộ liên chi, ngày 20 tháng 4 năm 1948, 50 năm sau, năm 1998, Đảng bộ đã có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ, 47 chi bộ với 1.548 đảng viên. Và đến nay, năm 2018, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 39 đảng bộ, 33 chi bộ với 4.105 đảng viên. Mặc dù mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng bộ khối có quy mô, tên gọi, tổ chức khác nhau, nhưng các tổ chức đảng và các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh vẫn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân. Thực tế chứng minh rằng, tại những thời kỳ khó khăn, gian khổ nhất, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh càng giữ được vai trò nòng cốt, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, luôn có mặt ở những nơi khó khăn hiểm nguy. Từ việc tham gia lãnh đạo công cuộc kháng chiến chống chiến tranh xâm lược của thực dân đế quốc đến việc khôi phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua mỗi thời kỳ lịch sử, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh càng được khẳng định vị trí, vai trò quan trọng là một yêu cầu tất yếu khách quan trong hệ thống chính trị của tỉnh. Có thể nói, trung thành, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới là truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh của mình. Truyền thống đó có được là nhờ sự bền bỉ phấn đấu liên tục của các cấp ủy đảng, của các thế hệ cán bộ đảng viên qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ khối. Với những đóng góp qua các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba, cờ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ và bằng khen của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương những thành tích đạt được và những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ khối vào tiến trình phát triển đi lên của tỉnh. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ khối phải xác định mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chính là mục tiêu của Đảng bộ và của các tổ chức đảng thuộc. Do đó, cần tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ
phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách nghĩ, cách làm, năng động sáng tạo, có ý chí quyết tâm trong công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh phải tăng cường lãnh đạo để tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên và các tổ chức đảng về yêu cầu khách quan và tính cấp thiết của công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính, đổi mới phong cách phục vụ, lấy phục vụ người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí hàng đầu và xem đây là nhiệm vụ đột phá quan trọng nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, động viên được mọi tiềm năng to lớn cho quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Đảng bộ khối cần phải tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, phải luôn xác định đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó thường xuyên đặt lên hàng đầu việc tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ khối. Chú ý thường xuyên nắm bắt, theo dõi sát diễn biến tư tưởng trong cán bộ đảng viên và dư luận xã hội, thái độ chính trị hiện nay của cán bộ đảng viên để phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý dứt điểm những vấn đề nổi lên ở cơ sở. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải thường xuyên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 12 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là các vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy theo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nắm chắc tình hình nội bộ của một số cơ quan đơn vị và diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên sau khi sắp xếp kiện toàn, giải thể hợp nhất một số đơn vị theo nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa 12 và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vấn đề đặc biệt quan tâm là Đảng bộ khối cần phải thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường chỉ đạo sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, định hướng, hướng dẫn các đảng bộ chi bộ cơ sở lựa chọn những chuyên đề sinh hoạt phù hợp, chấn chỉnh ngay tình trạng tổ chức sinh hoạt đảng bộ chi bộ hình thức không có chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để siết chặt kỷ luật kỷ cương trong toàn đảng bộ khối, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với những cán bộ đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giải quyết tốt các công việc cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng hiệu quả nghị quyết Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ. Trong đó cần phải quan tâm khắc phục và giải quyết triệt để các hiện tượng mất dân chủ, thiếu chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, mất đoàn kết nội bộ, biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa sút về phẩm chất đạo đức lối sống, coi trọng công tác phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ lãng phí quan liêu, tham nhũng trong các cấp các ngành, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối và của cấp ủy các cấp để vừa bảo đảm được tính toàn diện, đồng thời tập trung vào những vấn đề trọng tâm trọng điểm, bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác hàng năm, tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, của tổ chức đảng, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ lãnh đạo tập thể gắn với phát huy trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban thường vụ Đảng ủy khối với các đồng chí tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở ban ngành, mặt trận đoàn thể cấp tỉnh để nắm chắc tình hình và lãnh đạo tốt hơn đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Đồng thời phải quan tâm công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn, chú trọng đổi mới xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc thù của từng cơ quan đơn vị trong đảng bộ khối để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Tại lễ kỷ niệm, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho Đảng bộ khối cả cơ quan tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã tặng Đảng bộ khối cả cơ quan tỉnh bức trướng mang dòng chữ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh phát huy truyền thống 70 năm đoàn kết đổi mới phát triển. Chiều nay ngày 19 tháng 4, Sở Xây dựng Quảng Bình cũng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành 29 tháng 4 năm 1958, 29 tháng 4 năm 2018 và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương trong tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành xây dựng qua các thời kỳ. Về phía Bộ Xây dựng, có đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Trong suốt chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, ngành xây dựng đã luôn hoàn thành sứ mệnh của đội quân tiên phong trong sự nghiệp kiến thiết xây dựng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với truyền thống 60 năm của ngành xây dựng Việt Nam, ngành xây dựng Quảng Bình đã thực hiện tốt vai trò của mình ở từng giai đoạn cách mạng cụ thể trên tất cả các lĩnh vực: thiết kế, quy hoạch, tổ chức lực lượng thi công, sản xuất vật liệu xây dựng. Và cùng với lực lượng xây dựng cơ bản của các ngành giao thông, công nghiệp, thương nghiệp, xây dựng hàng trăm công trình từ thành phố Đồng Hới đến các thị xã, thị trấn, huyện lỵ và vùng nông thôn. Đến nay, ngành xây dựng Quảng Bình đã có một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân xây dựng đông đảo, lành nghề với gần 30.000 người lao động, 1.000 kỹ sư, kiến trúc sư. Lực lượng của ngành đã đủ sức thiết kế, thẩm định, thi công, kiểm định chất lượng các công trình có quy mô lớn. Công tác thẩm định, quản lý chất lượng công trình thực hiện chặt chẽ. Sở Xây dựng cũng đã tham mưu tích cực để cải thiện nhà ở, nâng cao điều kiện sống cho nhân dân nói chung và các đối tượng chính sách nói riêng. Từ năm 2009 đến nay, đã tham mưu triển khai hỗ trợ cho gần 15.000 hộ người có công, 11.000 hộ nghèo về nhà ở. Các dự án nhà ở thương mại, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cũng được tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, Sở Xây dựng đã cùng các ngành và địa phương triển khai được khoảng 300 hectare đất các dự án nhà ở thương mại. Những năm gần đây, ngành xây dựng đã tham mưu phối hợp với các địa phương để nâng cấp thành phố Đồng Hới đạt đô thị loại 2, thị xã Ba Đồn, Hoàn Lão, Kiến Giang đạt đô thị loại 4. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 30% với 1 đô thị loại 2, 3 đô thị loại 4 và 5 đô thị loại 5. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong 60 năm qua, ngành xây dựng Quảng Bình đã vinh dự được Nhà nước, Chính phủ trao tặng 2 huân chương độc lập hạng 3, 3 huân chương lao động hạng nhất, 4 huân chương lao động hạng nhì, 4 huân chương lao động hạng 3 và nhiều danh hiệu phần thưởng cao quý khác. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ngành xây dựng trong thời gian qua, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng những thành tích xuất sắc mà ngành đã đạt được, đồng thời đề nghị: trước yêu cầu đổi mới cuộc sống của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành xây dựng Quảng Bình phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, trong đó tập trung giúp tỉnh một số việc quan trọng sau đây. 1. Tham mưu quản lý tốt quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, thị tứ, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cũng như quy hoạch vùng, quy hoạch các xã ven biển, v.v. Phải đảm bảo có một quy hoạch hài hòa với thiên nhiên, một quy hoạch vì môi trường thực sự trong lành, một quy hoạch mà nơi đó chất lượng cuộc sống con người được đề cao. 2. Thành phố Đồng Hới là một đô thị loại 2, là một trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, là một thành phố du lịch, dịch vụ. Đồng Hới đã có quy hoạch chung về xây dựng, đây là một quy hoạch được đánh giá chất lượng rất cao. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần nghiên cứu thêm quy hoạch không gian, kiến trúc, mà trước hết là các trục đường chính, như vậy mới đảm bảo có một thành phố đẹp, hài hòa với thiên nhiên. 3. Tỉnh ta đã xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thể nói là tỉnh có tiềm năng du lịch số 1 của Việt Nam. Điều chắc chắn trong tương lai, không sớm thì muộn, Quảng Bình sẽ trở thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước và của vùng Đông Nam Á. Do vậy, ngành xây dựng thường xuyên quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, công tác xây dựng, trong đó không được phá vỡ cảnh quan, tôn trọng cảnh vật, môi trường, phải xây dựng Quảng Bình là nơi đáng sống, là nơi con người hòa quyện với thiên nhiên, là nơi khám phá và nghỉ dưỡng của du khách. 4. Quảng Bình còn là tỉnh nghèo, quá trình xây dựng hạ tầng đô thị tuy có bước phát triển nhanh nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Do vậy, yêu cầu ngành xây dựng chủ động để tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp làm tốt công tác xây dựng. 5. Yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng luôn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, người lao động trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức khác được thường xuyên cập nhật kiến thức, tiến bộ mới về khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, tạo điều kiện để anh chị em trong ngành xây dựng về việc làm, về thu nhập và đoàn kết. Dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã trao huân chương độc lập hạng 3 cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã trao kỷ niệm chương cho cả cá nhân có đóng góp cho ngành xây dựng trong thời gian qua.
Chiều nay ngày 19 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 21 NQTU của Bộ Chính trị về tăng cường ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có cả đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phòng lao động, bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 21 NQTU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 55 KHTU về tổ chức học tập quán triệt và chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 21. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết số 21, mở các chuyên trang chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng. Báo Quảng Bình đã thực hiện mỗi tháng một chuyên mục bảo hiểm xã hội với nhiều bài viết và tin tức. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình thực hiện chuyên mục Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời lượng 15 phút một chuyên đề với 60 lần phát sóng. 5 năm qua, trong các chương trình phát thanh truyền hình đã truyền tải gần 1.200 tin bài phóng sự tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn tổ chức hội nghị tuyên truyền và đối thoại trực tiếp với người lao động của các doanh nghiệp về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để vận động, hướng dẫn nhân dân, người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 5 năm qua, quy mô, diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện ngày càng được mở rộng. Số đối tượng tham gia năm sau luôn cao hơn năm trước. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 827.282 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng hơn 212.000 người so với năm 2012. Trong đó, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có 66.905 người, bảo hiểm xã hội tự nguyện có 5.166 người, bảo hiểm thất nghiệp 57.332 người, tham gia bảo hiểm y tế 822.116 người. Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng nhanh với mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 10,3%. Số đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Quảng Bình thực hiện quản lý chi trả cho 45.383 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Quảng Bình phấn đấu mục tiêu đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 83% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lưu ý, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua tăng nhưng chưa bền vững. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chính quyền các cấp trong việc thực hiện nghị quyết 21 và chương trình hành động 21 của tỉnh ủy. Các văn bản liên quan, cấp ủy chính quyền các cấp cần chủ động chỉ đạo sâu sát hơn công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện hàng năm, chú trọng thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, khảo sát, đánh giá để kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện. Có thể nói rằng là cái khâu tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết và chương trình hành động của tỉnh ủy là một kỳ khâu rất quan trọng, nó tạo sự chuyển biến các nhận thức, làm cho mọi người một là ý thức được cái quyền lợi của mình, ý nghĩa của về bảo hiểm, đồng thời trách nhiệm tham gia và về mặt xã hội thì đây là hai trụ cột của an sinh xã hội. Đổi mới công tác tuyên truyền nghị quyết số 21 rồi các cái luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung, chú trọng tuyên truyền ý nghĩa vai trò của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với sự ổn định chính trị xã hội và sự phát triển bền vững đất nước, nâng cao nhận thức của nhân dân về nghĩa vụ, trách nhiệm, tính cộng đồng, chia sẻ trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nội dung tuyên truyền cần đi sâu vào vấn đề tư vấn giúp nhân dân có đầy đủ thông tin về cách thức, quy trình, địa chỉ đăng ký và nói chung là thông tin về đầy đủ và kịp thời giải đáp những băn khoăn thắc mắc của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm chức lao động đạt tiêu chuẩn,
có vị trí việc làm, có năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách vụ, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ bảo hiểm, bảo y tế, rồi bảo hiểm tăng cường sự phối hợp giữa các sở ban ngành trong triển khai thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị và chương trình hành động Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác thanh tra, kiểm tra bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Sáng nay ngày 19 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ phát động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Dự lễ có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, quân quân nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình nói riêng, đồng thời là cơ sở để quân khu rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn lực lượng vũ trang quân khu 4. Đợt thi đua làm theo lời Bác, thi đua giành bổn nhất sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 năm 2018 với 4 nội dung chỉ tiêu cụ thể: nhận thức, tư tưởng tốt, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất, tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay. Kể thừa truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của quê hương Quảng Bình hai giỏi, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh cần tập trung chỉ đạo để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng trong mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh động cơ thi đua đúng đắn, có quyết tâm trách nhiệm cao, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2017. Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, tức là từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, sôi nổi, hào hứng, mang nét đặc trưng của vùng quê Minh Hóa. Đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018, du khách và bè bạn gần xa được thưởng lãm và tham gia các sự kiện. Giải vô địch bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2018, thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Minh Hóa năm 2018, lễ dâng hương tại thác Bụt, khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch, thương mại dịch vụ, hội chợ rằm truyền thống, chương hội rằm tháng 3, điểm hẹn của du khách và của tất cả chúng ta. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin. Chợ Đồng Hới thực hiện công tác chỉnh trang sẵn sàng cho mùa du lịch 2018. Chiều nay ngày 19 tháng 4, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác cải tạo, phục hồi môi trường các dự án khai thác titan tại địa bàn huyện Lệ Thủy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy có 5 đơn vị được cấp phép khai thác titan, trong đó có một giấy phép khai thác do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kim Tỉnh Quảng Bình và Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long, và 4 giấy phép do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thanh Bình và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Sen Hồng. Đến thời điểm này, giấy phép khai thác titan của 4 đơn vị do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp đã hết hạn. Các đơn vị đang tiến hành đóng cửa mỏ và đã hoàn thành việc hoàn thổ trồng cây trên toàn bộ diện tích 200 hectare sau khai thác. Nhìn chung, việc hoàn trả mặt bằng cải tạo phục hồi môi trường trồng cây trên tổng diện tích khai thác titan đã được các đơn vị triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Trong đó có nhiều diện tích đã được phục hồi tốt hơn so với hiện trạng ban đầu, như ở toàn bộ diện tích 100 hectare khai thác của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. Sau khi đi thực tế kiểm tra thực địa công tác cải tạo phục hồi môi trường tại các điểm khai thác titan ở địa bàn huyện Lệ Thủy, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của cả đơn vị trong công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản. Trong quá trình khai thác titan, cả đơn vị đã tuân thủ đúng các quy trình về khai thác khoáng sản và đã hoàn trả mặt bằng phục hồi môi trường theo đúng cam kết. Để tiếp tục làm tốt công tác quản lý bảo vệ diện tích cây trồng sau khai thác titan, đồng chí Lê Minh Ngân yêu cầu các sở ngành địa phương tiến hành nghiệm thu và bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình quản lý bảo vệ.
Riêng đối với diện tích rừng phòng hộ gần khu dân cư thì tiến hành bóc tách để chuyển đổi sang rừng trồng kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến chỉ đạo đối với giải pháp khai thác titan do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp đang trong quá trình khai thác với tổng diện tích 382,8 ha tại khu vực Tây Liêm Bắc và Đông Sơn Thủy, xã Sơn Thủy và xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy. Đến nay, trong tổng số 382,8 ha, cả đơn vị đã khai thác được 85 ha và đã cải tạo phục hồi môi trường được trên 5 ha. Đồng chí Lê Minh Ngân yêu cầu trong quá trình khai thác, ngoài việc báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện đề án cải tạo phục hồi môi trường đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thì cả đơn vị cần tiếp tục thực hiện việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và phải thực hiện nghiêm túc cam kết khai thác đến đâu, trồng cây phục hồi môi trường ngay đến đó để đảm bảo môi trường sinh thái sau khai thác titan. Trong quá trình khai thác, đặc biệt vào mùa hè, cả đơn vị phải thực hiện việc khai thác cách xa khu dân cư. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu các sở ngành tham mưu đề xuất phương án tận thu một số diện tích cát ở các đồi cao để vừa đảm bảo cho công tác cải tạo phục hồi môi trường, vừa khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Trong chương trình công tác tại Quảng Bình, sáng nay ngày 19 tháng 4, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà và làm việc với xã Thường Hòa, huyện Minh Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Minh Hóa và đại diện đơn vị tài trợ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi ở xã Thường Hòa, mỗi suất 1 triệu đồng và 40 suất quà cho 40 hộ đồng bào nghèo ở xã Thường Hòa, mỗi suất 500.000 đồng. Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đoàn cũng đã trao tặng một máy in cho Hội Phụ nữ xã Thường Hóa nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động của công tác hội. Thường Hóa là một xã miền núi có 795 hộ với 3.556 nhân khẩu. Trong đó có 208 hộ với 838 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Rục và Sách. Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, hệ thống điện, đường, trường trạm trên địa bàn cơ bản đã được hoàn thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể. Hiện nay, trên địa bàn xã có khoảng 370 hectare cây lương thực, tổng sản lượng lương thực đạt trên 754 tấn một năm. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, nhưng là một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên Thường Hóa vẫn còn 91,8% số hộ nghèo. Để nâng cao nhận thức cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp cần nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất, đầu tư các công trình giao thông thủy lợi, tăng cường tuyên truyền vận động bà con đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình kiểm tra kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển, vào lúc 0 giờ 26 phút ngày 19 tháng 4, Thanh tra Chi cục Thủy sản Quảng Bình và Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã phát hiện và bắt giữ hai tàu giã cào đang khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển của tỉnh Quảng Bình. Theo đó, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai tàu cá mang số hiệu QNR 98086 và QNR 98087 do ông Huỳnh Hoàng, quê ở xã Phổ Thạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu, cùng 15 thuyền viên đang đánh bắt thủy sản theo hình thức giã cào cách cửa Nhật Lệ khoảng 9 hải lý. Sau khi tiếp cận tàu cá, các lực lượng chức năng đã kiểm tra lập biên bản với các lỗi vi phạm là khai thác thủy sản sai tuyến theo quy định đối với tàu giã cao có công suất máy chính 450 cv, trang bị không đầy đủ phao, áo cứu sinh cho thuyền viên làm việc trên tàu cá. Đối chiếu theo Nghị định 103 của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng đã xử phạt hai tàu cá trên gần 50 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại chợ Đồng Hới, hiện nay công tác chỉnh trang sẵn sàng cho mùa du lịch 2018 đang được Ban Quản lý các chợ thành phố Đồng Hới chủ trọng triển khai. Chợ Đồng Hới là đầu mối giao thương lớn của tỉnh, không những phục vụ cho người dân địa phương mà còn phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách khi đến với Quảng Bình. Do vậy, việc đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cấp cơ sở vật chất là hết sức quan trọng nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Sau khi có ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các chợ thành phố Đồng Hới đã khởi công làm mái che trên diện tích 620 m2 với mái uốn vòm bằng chất liệu tôn sinh học. Mái che ở khu vực mà phía bắc là cái đình của chợ Đồng Hới á, thì Ban Quản lý chợ á, là đã mời là
đơn vị nhà thầu triển khai từ nay cho đến là trước 30 tháng 4 theo chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân tỉnh là phải xong. Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo là chuyển về phía bắc á, ban quản lý chợ đang còn làm cái đề nghị xem xét làm như thế nào đó để có cái bãi giữ xe ở đó tạo điều kiện cho bà con mua bán ở quanh khu vực đó. Hai nữa là tránh cái tình trạng là người ta bỏ xe ở trên lòng đường vỉa hè. Sau khi hoàn thành hệ thống mái che, ban quản lý chợ sẽ bố trí lại bãi đổi xe ở khu vực bán thực phẩm ngoài đình cho phù hợp. Ngoài ra, trên cơ sở sắp xếp lại cả khu vực kinh doanh, ban quản lý chợ cũng sẽ phân định rõ khu vực bán rau, bán cá, bán thực phẩm khô, đảm bảo thuận lợi cho hộ kinh doanh, người tiêu dùng và giữ vệ sinh khu vực chợ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm lề đường, vỉa hè để buôn bán, đỗ xe không đúng quy định, làm tốt công tác vệ sinh, thu gom rác hàng ngày tại khu vực chợ, khu vực bờ sông. Tuy nhiên, hiện nay việc bố trí các hộ kinh doanh mặt hàng ăn uống gần với khu vực bán thịt tươi sống nảy sinh nhiều bất cập, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi thấy cái hàng ăn uống và cái hàng thịt heo mà sắp xếp như thế này là không hợp lý. Là cấp trên là coi như coi là mà sắp xếp ra cho chị em chúng tôi là hàng ăn uống về một chỗ, quy về một chỗ, tất cả bún bén, phở, cháo, nói chung đồ khô, đồ nói về ăn uống là về một chỗ, quy về một chỗ để chị em chúng tôi dễ buôn bán với nhau. Trước đây thì quy hoạch cái khu vực ăn uống nằm trong cái đình thực phẩm thì cũng có những vấn đề là hẳn cũng chưa hợp lý, cho nên chúng tôi đang còn là đang cần làm tiến trình. Sau khi chỉ đạo của ủy ban tỉnh rồi chúng tôi làm tiến trình gửi ủy ban thành phố thì cũng chơi ủy ban thành phố xem xét giải quyết. Diện tích của chợ Đồng Hới cũng đang còn rất là khó, cho nên là tạm thời bố trí ở đó và chúng tôi là tăng cường công tác vệ sinh. Còn tạm thời là vẫn cứ bố trí ở đó cái đã, cho còn là chưa có cái khu vực mới để bố trí. Sau này là khi có cái dự án mà nâng cấp tổng thể chợ Đồng Hới thì chúng tôi là cũng đề nghị khi có cái cụ thể chúng tôi sẽ sắp xếp lại để đảm bảo hơn. Bên cạnh công tác chỉnh trang, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, ban quản lý chợ thành phố Đồng Hới cũng đã tăng cường công tác kiểm tra niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xây dựng văn hóa kinh doanh đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân địa phương và du khách. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao.